và một ít là có một tí xíu về phần motion là gear và rack and pinion, là thanh răng và bánh răng ạ. À, thì bữa đó thì có khá nhiều bạn là không tham gia cái buổi học đó, và bên mình sẽ gửi video cho các bạn để các bạn có thể theo kịp. Và nếu mà các bạn nào không theo kịp có gì thắc mắc thì các bạn có thể gửi email hoặc là gọi điện cho mình ạ. À, thì hôm nay mình xin nói về một phần mới của số của mình, là mình nói với nhau về phần drawing. Về phần drawing, từ drawing của mình hôm nay mình sẽ nói về từ thứ, thì cũng mong các bạn cố gắng theo dõi. Thì thứ nhất drawing của mình cũng trình bày sơ. Thì drawing của mình ngày hôm nay mình sẽ nói với nhau về những cái sẽ nói với nhau về đầu tiên là xây dựng về một bản vẽ kỹ thuật. Mình sẽ xây dựng với nhau về một bản vẽ kỹ thuật, đó là cái phần đầu tiên mình sẽ nói với các bạn. Ở đây mình sẽ dùng về các thanh công cụ này, các trên tab view layout mình sẽ dùng tất cả các thanh công cụ này. Mình sẽ trình bày với các bạn tất cả các thanh công cụ này để mình sử dụng để mình xây dựng lên một bản vẽ kỹ thuật. Và đây là phần đầu tiên mình sẽ nói với nhau trong buổi ngày hôm nay. Thì cái phần thứ hai mình sẽ chia sẻ với các bạn là về phần alternative position view. Thì cái phần này khá là hay trong SolidWorks, và ví dụ đối với những chi tiết mà mình có những cái hành trình khác nhau thì mình có thể thể hiện. À, vâng, à, thì đối với những chi tiết mà mình những chi tiết mình có thể hiện các hành trình, thì SolidWorks nó cho phép mình thể hiện các hành trình trên cùng một bản vẽ. Ví dụ như ở đây bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có ba hành trình, đúng không ạ? Hành trình đầu tiên tới đây, hành trình thứ hai là ở đây gần ngay đây, và hành trình thứ ba là cuối ngay đây. Thì mình cũng sẽ trình bày với các bạn vào phần này là alternate position view. Và phần tiếp theo mình sẽ trình bày với các bạn là về phần bảng bom. Thì bảng bom như mình nói với các bạn là bảng build of material ạ, và phân vẽ trong môi trường drawing. Ngày thứ tư vừa rồi mình cũng nói với nhau về phân vẽ trong môi trường assembly, và cái phần phân vẽ trong môi trường assembly mình sẽ link với lại phân vẽ trong môi trường drawing. Ví dụ như ở đây mình sẽ phân vẽ một chi tiết, mình phân vẽ một chi tiết ra và mình đánh số. Sau khi mình đánh số xong, mình sẽ ghi nó lên một cái bảng bom, bảng build of material này. Đó là một phần thứ ba trong buổi nói chuyện của mình ngày hôm nay. Và nếu còn thời gian thì mình sẽ trình bày với các bạn một phần nữa cũng khá nhanh thôi, đó là phần BIM BIM X Expert của SolidWorks. Thì phần BIM X Expert này nó giúp chúng ta ghi trực tiếp ghi các giá trị, đúng không ạ? Ghi các giá trị dung sai và các ký hiệu dung sai lên trực tiếp lên bản vẽ 3D của mình luôn, lên môi trường bạc 3D luôn ạ, môi trường mặt 3D của mình luôn. Đó là phần BIM Expert và BIM Expert Express của mình. Và thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ nói với các bạn ngày hôm nay về bốn phần luôn, cũng khá nhiều. Thì đầu tiên mình cũng sẽ nói với các bạn về phần rau trước. Thì đầu tiên các bạn mình có gửi cho cái thứ tư vừa rồi, mình có gửi cho các bạn là cái tất cả các bản vẽ trong phần cái buổi khóa học của ngày mình ngày thứ tư trong phần assembly. Thì mình có gửi cho các bạn tất cả các bản vẽ mà để bạn hình thành lên cái phần assembly. Thì ở hôm nay mình cũng sẽ lấy chính những chi tiết này, mình sẽ làm ví dụ để các bạn có thể vẽ lại. Thì như hôm nay mình sẽ lấy một ví dụ là mình sẽ lên kích thước cái bánh răng này chẳng hạn. Và mình sẽ lên bản vẽ cho cái bánh răng. Thì đầu tiên để lên bản vẽ thì mình vào New và mình chọn là Drawing. Thì đây là môi trường Drawing nó sẽ xuất hiện. Cái môi trường Drawing này đầu tiên khi mà đã xuất hiện thì nó sẽ yêu cầu mình. À vâng, bạn không mở được bản 212. Ok, để tí xíu nó mình sẽ gửi lại cho bạn cái đó nữa. Mình sẽ gửi lại cái file thấp hơn ạ. Ở phiên bản thấp hơn thì bạn mở. Ok bạn Phú ạ. Vâng. Thì khi mà bạn mở cái môi trường Drawing ra, thì cái bảng đầu tiên nó sẽ yêu cầu mình chọn cái sheet format.
Và ở đây mình cũng xin nhấn mạnh với các bạn, khóa học của mình đang là basic nên mình sẽ không nói tới vấn đề mà xây dựng cái format. Ở khóa học nâng cao thì mình sẽ nói với nhau về cái phần xây dựng format, ví dụ như ở công ty các bạn có format như thế nào thì mình sẽ xây dựng nó y chang như vậy, và cái phần format đó nó sẽ lưng với file assembly và lưng với file tạp luôn. Còn ở đây thì mình sẽ sử dụng cái này có sẵn, nhưng mà tự như ở đây mình sẽ chọn phần C chẳng hạn, thì kích thước nó bạn thấy là chiều rộng nó là 558.8 và chiều cao là 431.8, thì mình sẽ sử dụng cái này. Thì các bạn chọn xong khổ giấy thì đây là môi trường Darwin đúng không ạ, đây là môi trường Darwin, thì các bạn sẽ cần có phân biệt hai khái niệm. Đầu tiên là khái niệm về sheet format, khái niệm về sheet format, và thứ hai là cái khái niệm về sheet. Thì sheet nó chỉ bao gồm là một cái thanh giấy trắng, một cái phần giấy trắng, còn sheet format chính là những cái đây ạ, đây những cái bảng này, những cái bảng này nó gọi là sheet format đúng không ạ. Cái môi trường này là môi trường sheet format, còn nếu mà không có môi trường sheet format này bạn phát ra thì chỉ là một trang giấy trắng, chỉ là một trang giấy trắng thì đó là sheet. Sheet nó sẽ có, mình sẽ ép được cái sheet format vào, thì trong phần mà event mình sẽ chỉ các bạn cách ép cái format này vào, mình sẽ ép cái format này vào, và ở những cái format này bạn sẽ thấy nó có cái hàm để mà nó liên với tất cả các file bạn. Ví dụ như đây là một hàm, và đây cũng là một hàm. Ví dụ như cái hàm mà serial này cũng được xây dựng, thì khi vật liệu của bạn ở cái file tạp, ví dụ như vật liệu là steel, thì bạn không cần phải đóng gì hết, các bạn up cho các bạn vẽ qua đây, up cái chi tiết qua đây, thì ở steel này nhé, ở phần material này nó sẽ tự động lại đó là steel. Và đây ở đây là cái sheet của mình, đúng không ạ? Đây là một sheet của mình. Thì đầu tiên để mà bắt đầu bản vẽ thì mình phải ép ép các hình vào, mình ép chi tiết vào. Thì sẽ có hai cách để mình ép chi tiết vào. Cách đầu tiên là bạn sẽ ép theo kiểu là standard preview, tức là bạn sẽ ép một lúc mà ba hình chiếu, đúng không ạ? Ba hình chiếu. Thì trước khi mà bạn ép thì bạn nên phải tính mình phải xem coi cái property của bạn vẽ mình là gì. Thì mình cái điều mình cần lưu ý với các bạn đây là cái size of projection, tức là hướng nhìn ạ. Mặt định của SolidWorks nó là hướng nhìn thứ ba, và cái hướng nhìn thứ ba này là hướng nhìn của Nhật ạ, cái hướng nhìn là cái chữ Z á, nên mình sẽ không xài cái hướng nhìn thứ ba này mà mình phải xài hướng nhìn là first angle, nên mình phải chỉnh lại first angle mình ok đó, mà mình làm lại, mình sẽ lúc chuột phải và mình chọn là property, thì mình sẽ chỉnh lại cái hướng nhìn của mình. Cái hướng nhìn của mình là hướng thứ nhất first angle đó, mà first angle rồi mình ok, thì khi đó bản vẽ của mình nó sẽ nhập theo kiểu của ISO, tức là hình trên này là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh, còn hướng Z thì nó sẽ hướng ngược lại, ví dụ hình chiếu đứng nó nằm đây, hình chiếu bằng nó sẽ chiếu lên đây, và hình chiếu cạnh nó chiếu vào hướng này, thì nó hơi khác đó. Điều đầu tiên mình cần lưu ý với các bạn, và khi chỉnh xong hướng nhìn bạn vào standard preview thì nó sẽ hỏi bạn là tìm tới cái file đó, tìm tới cái file mà bạn muốn làm cái bản vẽ, thì tools mình sẽ tìm tới nó, mình sẽ tìm tới cái bản vẽ đó. Ví dụ như mình sẽ tìm tới cái file của cái bánh răng, ví dụ như mình sẽ lấy bánh răng chẳng hạn, mình sẽ lấy bánh răng mà thì nó sẽ tự động nó xuất cho mình ba hình chiếu luôn, đứng, bằng và cạnh, đúng không ạ? Nó sẽ tự động nó xuất luôn. Thì nó sẽ tương ứng với cái gì? Như mình nói với các bạn, hình chiếu đứng này tương đương với mặt phẳng là front view, đúng không ạ? Hình chiếu bằng tương đương với mặt phẳng là top view, và hình chiếu cạnh tương đương với mặt phẳng là right, đúng không ạ? Nên khi bạn vẽ trên mặt phẳng front thì khi mà xuất ra hướng này sẽ là hướng front của mình, đúng không ạ? Hướng này sẽ là hướng front và hướng này sẽ là hướng top. Nên ở đây bạn lướt vào standard preview và bạn chọn được chi tiết thì nó sẽ tự động up cho mình ba hình chiếu. Thì bạn muốn chỉnh sửa, bạn sẽ lướt vào cái hình chiếu chuẩn của nó và bạn chỉnh sửa. Ví dụ như ở đây mình có thể thay đổi cái cách hiển thị, ở đây là nó không có những đường nét khuất, bạn muốn thêm nét khuất thì bạn chuyển sang hai đường line.
mà bạn sẽ thấy nó xuất hiện các nét khúc ở đây, các nét khúc ở đây. Và nếu bạn muốn chỉnh thêm cái scale của nó, tỷ lệ scale của nó, thì ở đây use sheet scale, bạn đang sử dụng cái scale của khổ giấy, tức là khổ giấy mình đang mặc định là 1:1 đúng không ạ? Nếu bạn muốn chỉnh sửa thì bạn xuống cốt tâm và bạn chỉnh sửa ở đây, ví dụ như mình chọn là 1:2 thì nó bé hơn đúng không ạ? Còn nếu mà bạn muốn, ví dụ như bây giờ bạn thấy đây có 1:2 và đây 1:5, mà bạn giả sử như bạn muốn là tỷ lệ 1:3 chẳng hạn, bạn muốn tỷ lệ là 1:3 chẳng hạn, thì bạn sẽ dùng cái user define và bạn sửa, bạn có thể sửa đây là 1:3 đúng không ạ? Khi mà những cái nào mà không có trong này thì bạn có dùng user define, bạn ghi vào một cái con số của bạn, ví dụ như mình có thể ghi là 2:3 cũng ok, nó nhận hết mà những cái đó trong này không có. Rồi mà như vậy là mình đã xuất xong ba hình chiếu, mình xuất xong ba hình chiếu. Và cách thứ hai mà mình muốn nói với các bạn đã xuất ra ba hình chiếu này, xuất ra ba hình chiếu này là cách thứ hai là mình sẽ mở chi tiết nó ra trong môi trường bạc, mình mở nó ra đúng không ạ? Mình mở nó ra trong môi trường bạc, sau đó mình sang môi trường assembly này, bạn có thể không mở cũng được, nhưng mình khuyên là các bạn nên mở. Bạn vào cái phần này view palette, bạn xóa ra và bạn chọn tới cái file đó, bạn chọn tới cái file đó. Khi bạn chọn tới cái file đó thì nó sẽ đây, bạn thấy mà nó sẽ chỉ ra cho mình sẵn ba cái luôn, tất cả các hình chiếu của nó mình có thể lấy ra. Rồi mình muốn lấy mặt top, ok mình lấy ra. Thì ở đây nó có một cái nhược điểm là khi mình lấy ra đúng không ạ, đây mình lấy ra thì mình lấy mặt phẳng top, bây giờ mình đang lấy mặt phẳng top mình làm hình chiếu đứng cũng được, bạn thấy không ạ? Mình lấy mặt phẳng top ra mình làm hình chiếu đứng đây, nó cũng không lỗi gì hết. Đó là điểm khác biệt giữa cái cấp của mình là view palette này và cái cấp standard tree view. Cái standard tree view nó sẽ lấy cái mặt định khi mà bạn xây dựng bạc đó, sẽ lấy cái đó. Còn cái kiểu mà view palette này thì bạn chỉ cần kéo ra và bạn tích cho nó hình chiếu đứng bằng cặp được được sao hết, và mình có thể kéo ra cái lực lực kia, đây mình kéo ra thành thành 3D không ạ? Và ở đây khi mình cho vào nét cũng ok không sao hết không ạ? Và ví dụ như với hình 3D này mình cho nó hiện theo kiểu clip cũng ok không sao hết. Đó là mình lấy ba hình chiếu ra, mình lấy ra ba hình chiếu. Thì đầu tiên mình đã làm xong với cái này và cái modern view này, các bạn click vào modern view nó cũng sẽ yêu cầu bạn chọn tới, ví dụ như mình chọn tới cái đánh răng của mình, thì cái modern view này nó là gì, nó sẽ hỏi mình đây, bạn nhìn thấy vị trí của các hình chiếu mà nó hỏi mình muốn lấy cái hình chiếu kiểu nào, ví dụ như mình muốn lấy đây hình chiếu đứng luôn thì nó sẽ xuất ra cho mình là luôn và nó cũng lấy cái này ra. Và bạn nhớ khi nó lấy cái phần này là cái phần đang trong mặt đứng đúng không ạ? Khi mình vẽ đây bạn thấy trên cái vẽ ở đây mặt phần của mình đây phần đúng không ạ? Chính là cái mặt này, nó sẽ lấy cái mặt này ra đây ạ, nó lấy cái mặt này ra cho mình. Ở đây là cái modern view nhé, modern view này bạn click vào nó thì nó sẽ hỏi đây, nó sẽ cho mình coi bạn muốn lấy ra cái hình nào, hình kiểu nào, đây hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình chiếu từ dưới lên, hình chiếu từ qua phải, hình chiếu qua trái, hình chiếu 3D mà nó hỏi mình và mình chỉ cần chỉ ra cho nó. Đó là modern view. Còn cái standard tree view này nó sẽ giúp chúng ta lấy nhanh, lấy một phát là ra ba cái luôn mà. Còn cái này tiếp là cái project, tức là nó sẽ lấy một hình chiếu là vuông với hướng vuông góc, ví dụ như mình lúc vào project và bây giờ mình muốn lấy cái hình chiếu này và hình chiếu từ dưới lên, mình lúc vào nó và mình chỉ cần mình cầm mình kéo lên hướng, mình có thể kéo được bốn hướng nhé các bạn, nhưng mà hướng là hướng vuông góc thôi. Đó là project và hướng project, ví dụ ở đây mình lúc vào đây mình kéo ra project.
project nữa mà. Còn cái oscillatory view này mình sẽ chiếu nghiêng, mình nó cần mình một cái reference S, tức là bạn chỉ cho nó một cái S nào đó, một cái cạnh nào đó, và cạnh nó phải là bình thản. Khi bạn chỉ cho nó một cái cạnh thì nó sẽ chiếu từ cái, nó sẽ lấy cái cạnh đó nó chiếu thẳng cái cạnh đó lên, ví dụ như ở đây nó chiếu hướng xuống và chiếu lên cái cạnh đó, nó chiếu vuông góc với cạnh đó. Bởi vì mình lấy cái cạnh này thì hướng vuông góc mình chỉ có thể lấy là lấy lên trên hoặc lấy xuống dưới thôi. Mà nếu giả sử như mình lấy cái cặp này nè để mình làm cạnh chiếu, bạn sẽ thấy là nó chỉ có hai hướng, qua trái hoặc là qua phải thôi, mình sẽ không đi lên được, đúng không? Đấy, mình chỉ có được hai hướng đó mà thôi. Thì tiếp theo là về phần section view này. Section view này nó sẽ cho mình một cái là mình, nó sẽ cắt ra cho mình, ví dụ như mình chọn một cái này, khi mình chọn cái khi bạn chọn vào section view, bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện một cái thanh, đúng không ạ? Cái thanh này ví dụ bạn sẽ tùy chọn cho nó cái thanh này là nó thẳng đứng nè, cái thanh này nó sẽ cho chúng ta cắt theo kiểu thẳng ngang hoặc là cắt theo hai điểm. Ví dụ như mình chọn đó là ở đây là cắt theo ba điểm, ví dụ như mình sẽ cắt cho các bạn thấy, ví dụ như mình chọn là cắt thẳng đứng nè, và mình chọn cái tạo mặt cắt cho chúng ta đi qua điểm này, và sau đó là ok, chúng ta chọn ok và chỉ hướng chiếu. Ví dụ như giờ mình cắt nó qua chỗ này, mình sẽ cắt nó sẽ cho mình một cái mặt cắt, đúng không ạ? Section nó sẽ cho mình thấy một cái mặt cắt. Mình xin làm lại, mình lướt vào section view, mình lướt vào section view thì ở đây nó sẽ hỏi mình là cái cấp tương lai, cái đường cắt của mình cắt theo kiểu đường nào. Ở đây giả sử như mình cắt theo hai điểm, và điểm thứ nhất giả sử như ở đây mình có điểm thứ nhất và ở đây mình có điểm thứ hai. Sau khi chọn xong mình ok thì nó sẽ cho mình thấy cái mặt cắt, nó sẽ cho mình thấy cái mặt cắt theo kiểu nào, hướng nào. Ví dụ như mình cắt theo hướng này thì cái phần nào cắt thì nó sẽ tự đánh trước ảnh cho mình, nó sẽ đánh trước ảnh cho mình, còn phần nào lỏng thì nó không đánh. Đây là section đúng không ạ? Đây là mặt cắt, đây là mặt cắt. Và ví dụ bạn muốn chỉnh sửa là cái mặt cắt này, bạn muốn chỉnh sửa mặt cắt thì bạn click chuột phải vào nó và bạn là edit header. Ok, bạn edit header. Bây giờ mình không muốn chiếu hướng này mà mình chiếu xuống, muốn chiếu xuống hướng dưới thì bạn click vào section, bạn click nó. Và thì bạn thấy cả hai cái clip này bạn sẽ thấy nó khác nhau, đúng không ạ? Đây nó khác nhau chỗ này, nhưng mà clip xuống mình ok, và sau đó mình cầm cái hình này mình kéo xuống, còn mình kéo xuống đó mà đấy, còn mình kéo xuống là mình sẽ có được cái mặt khác ở chỗ này. Mình sẽ vào edit header và mình cũng sửa cho nó. Đó là phần section. Và phần nữa mình muốn nói là phần detail view. Detail view tức là nó sẽ chích ra cho mình một cái mặt, một cái phần mà nó chích cụ thể ra. Dù mình click vào detail view, khi bạn click vào detail view thì nó sẽ hỏi bạn là nó yêu cầu bạn cung cấp cho nó một cái profile là kín để nó cắt. Ví dụ như mình muốn cắt một cái răng này ra thì mình sẽ vẽ một cái hình tròn. Ở đây bạn chỉ cần click vào detail view, bạn click vào một điểm và bạn kéo ra thì cái phần nào nằm trong cái đường tròn này tức là nó sẽ cắt ra, nó chích ra cho mình. Cho nên phần cắt ở đây, phần cắt xong thì tự động nó sẽ cho mình ra một cái phần chích detail ngay chỗ này, đúng không ạ? Và tỷ lệ nó đang cung cấp mặt cực cho mình đang là 21 này. Cái tên là detail air, nếu bạn muốn sửa thì bạn chỉ cần ở phần này bạn sửa, ví dụ như ở đây mình muốn A, mình sửa lại là A, ở đây nó sẽ tự động cập nhật là A, đúng không ạ? Và mình muốn chỉnh scale thì mình sẽ chỉnh, ví dụ như mình muốn chỉnh lên 31 chẳng hạn, mình thấy bắt đầu mình chỉnh lại 31, ok, bạn sẽ thấy nó lớn hơn, đúng không ạ? Bạn sẽ thấy nó lớn hơn. Thì khi mà bạn làm cái detail này, nếu mà ở đây khi bạn sửa lại A
cái đoạn sửa A thì ở đây nó sẽ sửa thành A và ở đây nó sẽ sửa thành A. Mình có thể chọn biến dạng khác ạ. À. Giả sử như mình lúc edit đây, mình có thể chọn rotten và ở đây nó sẽ hình này, đúng không? Còn cái mà cái biên dạng khi cái biên dạng mà nó yêu cầu khi nó cắt đó, là nó chỉ có tròn thôi, nó mặc định là tròn. Giống như detail ở đây bạn chỉ click vào một điểm và bạn xây dựng đường tròn thôi. Đây nó cho mình hai cách xây dựng đường tròn, đúng không? Và chỉ là đường tròn nó nhận thôi, nó không nhận đường hexagon. Bạn muốn nhập hexagon thì mình sẽ có cách khác để cho bạn nhập hexagon. Ví dụ như mình edit và bạn có thể chọn mà nó sẽ lên đều lên đây cho mình, hoặc là cái kiểu con nét nó sẽ kéo ra đây, nó kéo ra đây và ít dùng. Mình thấy hầu như công ty là người ta dùng cái này rốt cần này, công ty mình cũng dùng cái phần rốt cần circle này. Đây là detail ạ. Tí xíu nữa cái phần web phần nào section mình sẽ nói với các bạn vào ví dụ sau. Phần này mình chưa làm được ở phần ở trong cái bản vẽ này. Và tiếp theo là phần top view này. Top view này là nó cắt luôn. Ví dụ như mình sẽ làm một cái đoạn ở đây. Ở đây mình sẽ lấy một hình nó ra. Như mình project một cái hình này ra. Mình project nó ra. Mình muốn project nó giống như vậy. Ví dụ như mình click vào đây, mình kéo ra mà làm được cái hình này. Và mình sẽ làm thử cho bạn xem cái project ra cái crop này. Khi bạn click vào crop, bạn click vào crop thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn vào một cái sketch mà bạn có thể vẽ một cái sketch bất kỳ nào cho nó. Ví dụ như mình vẽ một cái sketch này chẳng hạn, mình dùng những cái làm sao cho nó kiếm vào được rồi. Ok, và crop mình phải nó hay yêu cầu mình thì dư lắm. Ok, mình crop nó. Máy mình nó hay rất hay bị lỗi về cái phần này, mình cũng đang chỉnh lại máy đấy, bạn thấy không ạ? Đây là crop, nó sẽ cắt bay đi cái phần, nó sẽ cắt bay đi cái phần còn lại, chỉ trừ lại cái phần này nằm trong cái section cái mà cái sketch của mình vừa chọn thôi, đó là crop, crop. Bạn có thể muốn hết là mình vừa mua cái crop này để mình về lại cái cũ. Mình sẽ làm ra một cái hình khác thì mình crop vào đây rồi mình kéo lại. Hơn như crop là nó chỉ cắt ra, nó sẽ cắt ra cái phần nào mà nó muốn cắt ra cho mình thấy thôi. Nó sẽ crop ra. Và mình không thấy ít người xài cái crop này lắm. Đây ví dụ như mình sẽ kéo ra đây. Ok. Mình crop đó. Ok. Mình cũng không biết lý do cho nên nó được lỗi gì. Đấy, à, đó là nó cắt ra. Bình thường thì cái thoải máy các bạn nó sẽ làm nhanh hơn mình á. Bạn chỉ cần, ví dụ như mình sẽ edit bạn nhé. Đây, bạn chỉ cần
rất là tốt, và vẽ ra cho nó một cái sketch, và sketch đó là nhớ là thuộc dạng kiến nha các bạn. Cũng như mình vẽ ra một sketch này. Ok, và tự động nó sẽ cắt cho mình, nó copy cái phần, nó copy tất cả phần còn lại, cái phần nào nằm trong cái biên dạng của nó sẽ giữ lại. À, mình sẽ cần kéo, và bạn thấy khi mà giả sử như bạn gặp cái vấn đề giống như vậy, bạn kéo mà nó chỉ cho bạn phép bạn kéo theo hàng ngang này thôi, hoặc là chỉ được phép kéo theo thẳng đứng thôi, mà không kéo xuyên được á, thì bạn lướt chuột phải vào nó và bạn chọn vào alignment và bạn grab nó đi, bạn grab nó đi, thì bạn grab nó đi, thì bạn có thể bạn cầm mà kéo đi một vị trí bất kỳ nào cũng được. Không mà khi bạn grab nó đi, bạn, mình khi bạn mình làm lại nhé, khi bạn bị nó thì bạn lướt chuột phải vào, bạn vào alignment và bạn chọn cái option là grab align, bạn grab align đi, thì bạn có thể bạn cầm bạn kéo đi một vị trí bất kỳ nào cũng được. Ví dụ như mình đặt ở đây chẳng hạn, đây là phần crop, đây là phần crop, đúng không ạ? Mình sẽ crop nó đi. Thì sau khi mà có những công cụ này xong rồi, thế nữa mình sẽ nói với các bạn về crop L, về crop và alternate. Những cái này mình sẽ nói về cái ví dụ sau. Thì sau khi mà mình xuất ra được tất cả các phần cần thiết rồi, thì mình sẽ tiến hành ghi. Ví dụ như ở đây mình muốn thêm một đường center ở đây, mình muốn thêm một đường center ở đây, mà mình có thể vào đây và mình chọn vào center. Ví dụ như ở đây mình cần mình đặt vào center ở đây, các bạn sẽ thấy tự động nó sẽ cho mình một đường center, đúng không ạ? À, bây giờ mình đang coi đường tròn này, mình lấy center mask, mình lướt vào đường tròn thì bạn sẽ thấy là nó tự động nó xây dựng cho mình một cái đường center ở đây. Bạn có thể bạn cầm bạn kéo nó, ok, à, ở đây center mask là dành cho lấy đường tâm cho đường tròn, và center line là đối với những vị trí mà mình muốn lấy nó, không ạ? Mình muốn lấy cho nó. Các bạn chỉ cần lướt vào hai cặp thì nó sẽ ra đường center cho mình. Để như mình tiếp mình làm ở đây, ở chỗ đấy nó xuất hiện ra là center. À, mình chỉ cần mình cầm mình kéo nó ra cho nó đúng vị trí, nó dài dài ra một tí xíu là ok, không ạ? Đây trên tab icon annotation này thì nó cho mình đây center mask và center line để mình xây dựng những đường center. Để tiếp cái phần quan trọng nhất của mình là phải ghi kích thước. Mình lên hình xong mình phải ghi kích thước, thì ở đây nó có phần smart dimension cho mình ghi kích thước, thì cũng giống như trong phần bạc, bạn chỉ lướt vào smart dimension và bạn ghi kích thước thôi, có gì hết. Ví dụ như mình lướt kích thước đường tròn này, mình lướt vào đường tròn thì nó sẽ ra cho mình giá trị error, đúng mà error là 19.05. Và giả sử có bạn cũng sẽ nói là à, bây giờ tôi không thích ghi là error mà tôi muốn và ghi copy, thì bạn sẽ vào phần leader này và đây bạn tùy chọn vào đây nghe chưa, thì nó sẽ ghi cho mình là đường kính. Còn nếu giả sử bạn ghi theo radius nó ghi là bán kính, đó mà. Và sau khi xong thì mình cứ ok. À, nếu bạn muốn ghi kích thước ở đâu thì bạn chỉ cần smart dimension và bạn chọn hai đối tượng đó. Ví dụ như mình ghi phần đường ngoài thì là R55, không ạ? À? Đấy, kích ra ngoài thì thôi, ok. Ví dụ như mình muốn ghi kích thước ở đây thì chỉ cần lúc là mình sẽ có sẵn tất cả kích thước đó, đúng không ạ? Rồi ví dụ mình cũng nói cho các bạn một tí xíu, giả sử như đối với một chi tiết này chẳng hạn, mình là người ta cần kích thước từ đây xuống đây, ví dụ như người ta có gì ta cần, ví dụ như cần đi nhiều cái kích thước dạng như vậy chẳng hạn, nó có một cái cạnh chuẩn và nó sẽ lấy từ cạnh chuẩn đó nó đo ra các cạnh khác. Thì nếu mà mình ghi theo kiểu smart dimension như vậy, mình lựa như vậy thì thực sự là rất là cực cho mình, đúng không ạ? Rất là cực cho mình. Thì mình cũng có một cách ghi nhanh hơn, mình sẽ có một cách ghi nhanh hơn về cái này.
bạn sổ xuống đây, Smart Dimension, bạn sổ xuống thì bạn sẽ có cái đây, Baseline Dimension. Tức là cái dimension này nó sẽ dựa có một cái line chuẩn, một cái base để nó dựa vào, bạn lướt vào Baseline Dimension và bạn chọn cái cạnh chuẩn. Ví dụ mình chọn cạnh này là cạnh chuẩn, rồi sau đó chỉ việc bạn lướt tới cái cạnh nào bạn muốn đi, một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, hoặc bạn chỉ cần lướt tới cái cạnh nào nó sẽ đo từ cái cạnh chuẩn nó đo xuống, bạn chỉ cần lướt vào nó thôi thì nó sẽ tự động cho bạn kích thước. Không ạ, đó là tùy chọn.